Các em thân mến, hôm nay thầy lại tiếp tục chúng ta làm nốt mấy việc nữa để chúng ta chuẩn bị sang thực hành. Thì bài hôm nay là bài rất quan trọng, cho nên là không bạn nào được bỏ lý thuyết của bài này. Hôm trước thầy đã dạy cho chúng ta với cái bài học là chuẩn hóa dạng N1F, tức là chuẩn, thầy nhắc lại dạng chuẩn 1. Dạng chuẩn 1. Dạng chuẩn 1 ở đây là một lực đồ quan hệ R được gọi là dạng chuẩn 1 nếu và chỉ nếu toàn bộ các miền có mặt trong R đều chỉ chứa giá trị nguyên tố, tức là giá trị của nó là không chia được nữa. Đấy, đấy là dạng chuẩn 1. Bây giờ chúng ta sang dạng chuẩn 2. Dạng chuẩn 2. Thầy viết lại là dạng chuẩn 2. Chúng ta chú ý nhá. Trước khi vào nghiên cứu dạng chuẩn 2 thì chúng ta có ví dụ sau đây. Ví dụ sau, trong cơ sở dữ liệu có hai quan hệ. Có hai quan hệ, quan hệ thứ nhất là quan hệ thi và quan hệ sinh viên. Ta lấy ví dụ thực tế. Quan hệ thi thì gồm có thi, chúng ta mở ngoặc ra, gồm có môn thi và giáo viên. Thì ở môn thi này chúng ta thấy là quan hệ người ta đặt là số 3, A, giáo viên A, số 4, giáo viên B, số 5, giáo viên C. Tất nhiên là sẽ có nhiều môn thi nhưng mà ta tạm đặt như này. Thế thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là môn thi A là giáo viên A, môn thi 4 là giáo viên B và môn thi 5 là giáo viên C. Ở quan hệ sinh viên, sinh viên gồm có môn thi phẩy, mã số sinh viên phẩy, tên, tuổi phẩy, địa chỉ phẩy, điểm. Đấy, chúng ta có từng này. Thế ở quan hệ này chúng ta thấy là môn thi 3, mã sinh viên là 11, tên thầy chẳng hạn là Lan chẳng hạn, tuổi 20, địa chỉ X, điểm 8. Tiếp theo môn thi 3, mã sinh viên 12, tên là Hà, tuổi 21, địa chỉ Y, điểm 6. Tiếp tục là môn thi 4, 12, bây giờ là 11, bạn đó là Lan, tuổi 20, địa điểm X, điểm bằng 7. Tiếp theo thầy lấy ví dụ 4, môn thi 4 ta có 12, mã số sinh viên là Hà, 21, địa điểm Y, điểm là 6. Môn thi 5, 11, lại là Lan, 20, địa điểm X, điểm 7. Môn thi 5, 13, Tú, tuổi 22, địa điểm Z, điểm số là 3. Thế các em nhìn thấy này, ở trong cái bảng sinh viên này này,
thì mỗi một mã số sinh viên xác định một tên người. Đấy. Và tên của bạn Lan này được lặp đi lặp lại 2-3 lần. Thế như vậy thì chúng ta thấy là nó rất là bị dư thừa dữ liệu, đúng không các em? Sẽ bị dư thừa dữ liệu. Vì mỗi một lần như vậy trong quá trình cập nhật và xuất dữ liệu thì sẽ xuất hiện là bạn Lan phải lặp lại 3 lần. Bạn Lan đây, 1 Lan, 2 Lan, 3 Lan. Quá trình này sẽ gây ra cản trở là tốn bộ nhớ. Chúng ta sẽ tốn bộ nhớ, đúng các em? Vậy phép thay đổi chẳng hạn, như là lý do khi cần thay đổi địa chỉ của bạn Lan, bạn ở chỗ khác chẳng hạn, thì các bạn phải thay đổi, người ta phải thay đổi 3 lần. Tức là đây là một ví dụ để chúng ta hiểu rằng khi lúc đó ta thay đổi đi thì lúc đó bạn Lan sẽ phải thay đổi 3 lần. Rõ ràng là tốn kém về thời gian thay đổi, đúng không em? Phép chèn, ví dụ bây giờ thầy nói về phép chèn, thì trong cái quan hệ sinh viên này chỉ chứa thông tin của những sinh viên đã thi. Thế nhưng bây giờ thầy muốn chèn những sinh viên mà gì mới vào, thì lúc đó sinh viên đó vẫn chưa có điểm, đúng không? Đấy. Rồi chèn là chèn mới, chúng ta ghi là chèn mới, chèn mới vào. Thì cái bảng này là bảng có điểm rồi, thì những người chèn mới thì ta sẽ có gì? Các bạn chưa thi thì chưa có điểm. Đấy. Đúng không? Rồi phép loại bỏ. Giả sử như mà một lý do nào đó người ta nên loại bỏ môn thi thứ 5 để không cập nhật vào trong bảng dữ liệu này nữa, thì những sinh viên như là Tú thì sẽ bị mất. Đó, loại bỏ đi thì sinh viên là Tú và Lan ở đây là mất. Để khắc phục những cái bất lợi trên thì quan hệ sinh viên thì phải chia ra làm hai quan hệ, tức là ta phải tách sinh viên ra làm hai quan hệ trên thuộc tính, trên tập thuộc tính, đúng không em? Đấy, ta phải chia làm hai trên tập quan hệ thuộc tính. Thì như vậy thì chúng ta sẽ chia như thế nào? Chúng ta sẽ chia làm hai quan hệ, đó là quan hệ sinh viên và quan hệ thi xong. Ta phải tách là quan hệ sinh viên gồm có mã số sinh viên, tên, tuổi và địa chỉ, đúng không các em? Và quan hệ thi xong, thi xong thì gồm có môn thi, mã số sinh viên và điểm. Đấy, chúng ta phải làm như vậy. Thế thì việc tách này, tức là đây là thầy nói là ví dụ ta tách như vậy xong thì lúc đó nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ dễ dàng hơn cho các em. Là những cái người nào chưa thi và thi xong thì nó sẽ xuất hiện trong các bảng khác nhau. Là những bạn nào thi xong thì sẽ có điểm, bạn nào chưa thi thì chưa có điểm. Đó. Nghĩa là như vậy. Nghĩa là trong mã số sinh viên này thì chỉ lưu những bạn thi xong, còn bạn những bảng này thì sẽ lưu những bạn là cả thi xong cả chưa thi. Thì chúng ta sẽ có là ở đây là mã số sinh viên đây và mã số sinh viên đây. Đấy, để người ta xác định được sinh viên. Bây giờ chúng ta sang định nghĩa 4. Các em ghi cho thầy định nghĩa 4. Định nghĩa 4 nhá. Lược đồ quan hệ. Lược đồ quan hệ R ở dạng chuẩn 2. Nếu nó gì xảy ra?
Nếu nó ở dạng 1, tức là nó kế thừa cái dạng 1. Dạng 1 là dạng là các thuộc tính là nguyên tố. Và thêm cái gì? Thêm mỗi thuộc tính không khóa R phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính. Mỗi thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính. Đấy. Tức là nó phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính, có nghĩa là nó không phụ thuộc vào một thuộc tính con nào của khóa chính. Mà đương nhiên thì khi là nguyên tố thì khóa chính của chúng ta, một là chứa một thuộc tính, hai là chứa ba thuộc tính. Nhưng mà nếu mà chứa một thuộc tính thì nó là đầy đủ rồi, chứa ba thuộc tính thì nó phải thì phụ thuộc hàm vào ba thuộc tính mà trong khóa. Đấy, ví dụ như là sinh viên, mã số sinh viên, tuổi tên, đây là một key đúng không? Đây thầy gọi là key này là key hai khóa, key này là một khóa nhưng có hai thuộc tính, thì nó phải phụ thuộc cả tên và mã số sinh viên. Nhưng ở đây trong trường hợp này thì mã số sinh viên là đủ rồi. Đấy, em chú ý nhá, phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính. Các bạn nào mà không nhớ thì các bạn sẽ phải gì, chép cái bài phía trước lại, các bạn nhớ chưa? Bây giờ chúng ta sang dạng chuẩn thứ ba. Dạng chuẩn 3 thì trước khi chúng ta để trình bày cái dạng chuẩn 3 này thì người ta sẽ đưa thêm một định nghĩa chúng ta ghi. Một là định nghĩa. Định nghĩa ở đây là quan hệ về phụ thuộc bắc cầu. Phụ thuộc bắc cầu. Đấy. Phụ thuộc bắc cầu này nó như thế nào thì chúng ta sẽ xem kỹ ở đây. Các bạn ghi đi để thầy xóa đi, để thầy lau bảng đi, để thầy thầy lấy giấy lau, thầy lau bảng để thầy viết tiếp. Đấy. Đúng các em. Rồi các bạn ghi nhá, ghi vào cho thầy. Các bạn nhớ là dừng video, các bạn ghi cũng được. Các bạn ghi đến đâu, các bạn ghi xem video đến đấy. Video nhá, không được gọi đọc là video. Rồi bây giờ thầy xóa hết đi nhá. Bây giờ thầy sang định nghĩa là quan hệ phụ thuộc bắc cầu. Đấy, thầy xóa bảng đi. Rồi bây giờ chúng ta sang định nghĩa. Các bạn ghi cho thầy định nghĩa về phụ thuộc bắc cầu. Định nghĩa 5 mở ngoặc ra phụ thuộc hàm bắc cầu. Đó. Các bạn ghi cho thầy cho một lượng đồ quan hệ. Các bạn cùng ghi vào nhá, lượng đồ quan hệ. RU X là tập con. Của các thuộc tính. X là tập con của các thuộc tính. Trong đó X là con của U. A là một thuộc tính khác. A là một thuộc tính khác. A là một thuộc tính khác cũng thuộc U. A thuộc U nhưng nó khác X. Chúng ta ghi chấm vào đây. A được gọi là
được gọi là phụ thuộc bắc cầu vào x trên quan hệ R nếu tồn tại một tập con của gì, của y thuộc R sao cho x xác định y xác định a bắc cầu nhá, nhưng y thì không được xác định x. Đó. Không xác định ngược lại với a sẽ gì khác x y. Đó. Thì tính chúng ta nhìn này, chúng ta thấy là trong đó là a khác x thuộc tính, a là một tính khác và a thuộc u, và chúng ta sẽ nhìn thấy sơ đồ như sau. Thầy thấy sơ đồ nhá, các em ghi này, x này xác định gì y này, y xác định gì định a này. Đấy. Nhưng mà y thì không được xác định gì, không được xác định x, thì chúng ta vẽ mũi tên vào đây, các cái này đi. Đấy, mũi tên vào đây nhá, xóa nó đi, viết cho nó đẹp. Đấy. Y không thể xác định được x, và x thì cũng có thể trường hợp là xác định a, nhưng a cũng không thể xác định được x, thì người ta gọi là phụ thuộc bắc cầu. Đấy, ta cắt cái này đi. Các em chú ý nhá, x chỉ xác định y và a, y không ngược được lại, a cũng không ngược được lại. Đấy. Thì người ta gọi là tính bắc cầu như trên, người ta trong trường hợp như vậy người ta gọi là tính bắc cầu chặn. Tính bắc cầu chặn. Tính bắc cầu này được sử dụng qua chuẩn 3 với điều kiện là a khác xy. Cần thiết vì rằng là nếu nhá, a mà thuộc xy thì xảy ra trường hợp gì? A thuộc xy thì theo luật phản xạ ta có x xác định y xác định a, đúng không các em? Thế lúc đó điều kiện là x xác định y có thể bỏ ra khỏi khóa, tức là lúc ý, nếu mà như này thì lúc đó chúng ta gì, điều kiện này là cần thiết theo luật phản xạ ấy. Thì x y nó lại xác định x và nó làm bỏ nhiều cái khóa khỏi cái dạng chuẩn 3. Điều kiện là cái này là để xóa bỏ, tức là ở đây cái điều kiện này là a nó phải khác cái này, là điều kiện cần thiết. Đấy. Thì lúc đó nó như này thì lập tức là chúng ta sẽ bị gì, chúng ta sẽ bị là bỏ nhiều khóa. Ở dạng chuẩn 3 cũng nhằm là gây ra cái nhựa, nó loại bỏ đi. Thế thì lúc đó người ta bảo là ở chuẩn 2 việc loại bỏ phụ thuộc hàm bắc cầu để đi đến chuẩn 3 là nhằm loại bỏ đi những cái bất thường trong quá trình cập nhật dữ liệu. Đấy. Thì ở dạng chuẩn 2 chúng ta định nghĩa rồi. Dạng chuẩn 2 là gì? Nếu dạng ở dạng chuẩn thứ nhất và phụ và mỗi thuộc tính không khóa
của L là phụ thuộc hàm đầy đủ, phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính. Thế nếu mà như thế này, nếu trong trường hợp mà x xác định y xác định a thì người ta sẽ bỏ nó đi, bởi vì nó không phụ thuộc hàm, như này là không phụ thuộc hàm đầy đủ đúng không các em nhỉ? Không phụ thuộc hàm. Vì y có thể là con của x. Vì y có thể là con của x cho nên nó sẽ gì? Nó sẽ vi phạm chuẩn 1 à chuẩn 2. Và bây giờ chúng ta sang định nghĩa chuẩn 3. Cả lớp ghi cho thầy. Sang chuẩn 3 nhé. Định nghĩa chuẩn 3. Định nghĩa chuẩn 3 các em ghi cho thầy. Lược đồ. R ở dạng chuẩn 3. Chuẩn 3 có nghĩa là chúng ta ghi viết tắt là 3NF. Nếu nó là 2NF, trước tiên phải là 2NF và mỗi thuộc tính không khóa, mỗi thuộc tính không khóa nhá của R, mỗi thuộc tính của không khóa R là không phụ thuộc hàm vào khóa chính. Đấy, là không phụ thuộc hàm. Hàm ở đây là hàm bắc cầu. Không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính. Đây, chúng ta chèn cái từ này vào đây nhé. Không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính. Thì đây là định nghĩa chuẩn 3. Tức là nó không bắc cầu qua một thằng khác, mà nó phải gì? Phụ thuộc hàm trực tiếp vào. Đấy. Thế bây giờ chúng ta lấy một ví dụ. Ví dụ cho lược đồ quan hệ R gồm có các thuộc tính S, A, I, P với các phụ thuộc hàm SI xác định P và S xác định A. Đấy, xác định như vậy. R không là 3F, thậm chí cũng không là 2F. Ta giả sử X bằng SI, Y thì bằng S. Theo giả sử theo chuẩn 3 ấy nhé. A là thuộc tính không khóa. A là thuộc tính không khóa. Đúng không các em? Thì ta thấy này, vì ở đây các em nhìn thấy nhá, x xác định y, x xác định y, y xác định a, y xác định a, y xác định a, nhưng mà lại có s xác định si. Đây vì nhá, vì này si là x thì xác định s, s xác định a, chiều xuôi là đúng rồi, nhưng mà s lại xác định gì? Si, do là tính phản xạ đúng không, cho nên là trong trường hợp này là không thỏa đáng, là không thỏa đáng. Đấy, các em nhìn thấy, tức là lúc này là y lại xác định gì? X, nó vi phạm cái chuẩn đấy đúng không? Thế thì người ta muốn là để cho a xác định phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính SI thì trong trường hợp này là nó vi phạm rồi.
Đấy, chúng ta thấy là trong trường hợp này là không không đúng với lại cái định nghĩa. Và cái khóa chính này là khóa chính SI. Người ta cho khóa chính là SI. Và như vậy thì nó phụ thuộc, nó sẽ bị vi phạm cái sơ đồ của chúng ta. Đúng không em? Đây, chúng ta nhìn thấy nhá, SI xác định X xác định Y này, Y xác định A này. Nhưng mà lại có Y xác định X. Đấy, trong trường hợp này bằng Y này, bằng X này. Trong đây là X lớn, X này là chúng ta gọi là X này là X theo định nghĩa, Y cũng theo định nghĩa nhá. Đấy, nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta phải, đấy là cái chuẩn 3. Chuẩn 3 người ta định nghĩa như vậy. Đấy, người ta định nghĩa. Thì bây giờ chúng ta sang định nghĩa là phải công nhận. Định nghĩa là cái công nhận. Bây giờ chúng ta sang chuẩn 4. Là chuẩn BNF. Chuẩn BNF gọi là do nhà toán học Boyle-Codes. Đấy. Ông này ông ấy tìm ra cái chuẩn này, ông định nghĩa cái chuẩn này dựa trên ba cái chuẩn kia. Chúng ta ghi định nghĩa 7. Cả lớp ghi cho thầy lược đồ quan hệ. Lược đồ quan hệ R với tập các thuộc tính. Đấy, viết tắt là thuộc tính nhá. Thế còn khi thi các em ghi hẳn rõ chữ thuộc tính cho thầy. Với tập các thuộc tính phẩy các phụ thuộc hàm. Các phụ thuộc hàm gọi là ở chuẩn Boyle Codes. Đấy, gọi là chuẩn này. Thế bây giờ để thầy ghi nó vào một cái cho chúng ta nó nhẹ đi. Chuẩn Boyle Code đúng không? Chúng ta gọi Boyle Code. Nếu cái gì xảy ra? Nếu X xác định A thỏa trên R. A khác X. A không thể là con của X được và khác X thì là một khóa, một key đấy của R. Đấy, định nghĩa này rất đơn giản thôi, thì nó phải là một key của R, được chưa? Thế ở ví dụ là thầy cho một ví dụ. Ví dụ gì bây giờ nhỉ? Để biết. Ở cái ví dụ này thì ví dụ như là hồ sơ chẳng hạn có mã sinh viên. Đó. Mã sinh viên này. Rồi họ tên. Ở quê. Rồi
vậy thì trong một cái ví dụ để mà chúng ta thấy mã sinh viên quê họ tên này. Rồi khóa học. Đấy. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy nhá, mã sinh viên là key. Khóa học ở đây là key của khóa. Nhưng khóa học này thì lại không xác định họ tên và quê. Đấy, vì có rất nhiều bạn ở khác khóa cùng tên cùng quê thì cái key này người ta gọi là không cái thuộc tính gì, thuộc tính này không phải là khóa. Để chúng ta nhìn thấy nhá, trong cái ví dụ này thì cái khóa học nó không xác định họ tên và quê, bởi vì trong nhiều khóa học khóa 1, khóa 2, khóa 3 thì vẫn có tên họ tên giống nhau, cho nên là nó sẽ gì, nó sẽ không xác định họ tên và quê. Mặc dù cái khóa học này nó sẽ không, nó khóa học này nó xác định những cái bạn mà có họ tên quê ở cùng khóa đó, nhưng nó lại không phải là khóa, cái này người ta loại bỏ đi. Đấy, trong trường hợp này chúng ta, bởi vì là cơ sở dữ liệu nó là những cái tính chất đặc thù rất là nhạy cảm, nên là chúng ta phải tìm cái như thế. Bây giờ chúng ta sang một định lý tiếp theo. Định lý. Đấy. Định lý này chúng ta ghi, nếu một lực đồ quan hệ, nếu một lực đồ quan hệ R với tập phụ thuộc hàm F nha, với tập phụ hàm thuộc hàm F ở chuẩn boy code NF, ở chuẩn boy code NF thì nó là 3NF. Đấy, thì cái này chúng ta thấy là định lý này hiển nhiên đúng không, vì ở chuẩn boy code nhá, thì thứ nhất là gì, chúng ta phân tích ở đây chúng ta thấy này, thuộc tính mà x xác định a, x không thuộc a thì x là một key, thì đương nhiên là nó thỏa mãn là gì, nó không bắt cầu rồi đúng không, mà không bắt cầu mà tập các thuộc tính nó lại là ứng với chuẩn 1, chuẩn 2 là nó gì, nó là các thuộc tính nguyên tố đúng các bạn. Chính vì vậy cho nên là ở boy code thì nó sẽ đúng ở chuẩn 3 code. Đấy, tức là chúng ta có là 3NF thì dẫn đến là BNF. Nhưng cái này phải thêm điều kiện. Nhưng ngược lại thì BNF thì đương nhiên là phải về 3NF là nó đúng. Đấy, các bạn thấy không, tức là 3NF là không được phụ thuộc hàm bắc cầu thì BNF nó chính là trực tiếp đúng không, nó không bắc cầu nữa. Đấy, người ta bỏ đi cái bắc cầu đi thì gọi là chuẩn 3NF không phụ thuộc hàm bắc cầu và khóa chính. Đấy, nó không phụ thuộc hàm bắc cầu khóa chính, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là phụ thuộc hàm thì trực tiếp, cho nên là ở chuẩn 4NF là đúng với 3NF. Nó chỉ có một chiều ngược lại là đúng, là xuôi. Đấy, chiều này là đúng, luôn đúng. Còn chiều này thì cần điều kiện là loại bỏ. Đúng không các em? Đấy nhá. Thế là chúng ta đã hiểu về chuẩn của nó rồi. Thì bây giờ
chúng ta chứng minh ở cái chuẩn đấy thì rất là dễ rồi, đúng không? Chúng ta sẽ chứng minh nó nhé. Giả sử mà nó là thuộc quan hệ RBNF nhưng không ở 3NF thì tồn tại một một phụ thuộc hàm bắc cầu, đúng không? Bởi vì 3NF là bắc cầu, nhưng mà đã bắc cầu thì lại vi phạm là gì, định nghĩa chuẩn 4 là chuẩn BNF. Vì vậy là phản chứng là không không đúng được. Đấy, chứng minh thì thầy gợi ý để các em tập chứng minh. Bài hôm nay là đến đây là kết thúc, và chúng ta sẽ chỉ còn sang là phần tách bảng thôi. Tách 3NF và tách 4NF, 4NF là barcode đấy. Thì bài này thầy dùng trong video sau. Dùng trong video lần sau nhé, để có các ví dụ để chúng ta tách. Chúng ta gần đạt đến một cái kiến thức sâu sắc và đã đạt được mức độ là mình hiểu là làm sao để thiết kế một cái bảng nó đúng theo các chuẩn đấy. Thế là các bạn đã đi được rất là nhiều kiến thức rồi, và các bạn sẽ tự tin để chúng ta sẽ học bài tách của video tiếp theo. Thì mong các em là hiểu bài này kỹ cho thầy, mong hiểu bài kỹ cho thầy. Còn trong đề thi học kỳ thì chắc chắn là thầy sẽ hỏi chúng ta một bài là tách mất mát không, tách quan hệ không mất mát thông tin này, bài định nghĩa các chuẩn này đấy, và chứng minh chiều ngược lại của boycott thì nó đúng với 3NF, nhưng 3NF thì chưa chắc đúng với boycott. Thì chúng ta phải chú ý cái phần này cho thầy, và chúng ta sẽ tách lược đồ. Thì lúc đó là tách xong là thầy sẽ dạy các em gì, tạo bảng đấy. Thôi thầy thân ái chào các em, video đến đây nhá, đến đây là dừng đấy chúng ta.